Thưa quý vị, sáng nay ngày 2 tháng 3, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng về kiểm tra, giám sát kết quả 10 năm thực hiện chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới trên địa bàn thành phố. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì buổi tiếp đoàn. Theo đánh giá, thời gian qua, việc thực hiện chỉ thị số 20 đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội thành phố đến cơ sở tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả. Qua đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền về vai trò lãnh đạo đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Công tác tuyên truyền, vận động xã hội được đẩy mạnh, đổi mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức của cộng đồng, gia đình và toàn xã hội trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Thành phố đã quan tâm đầu tư ngân sách cùng với vận động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đã hỗ trợ thực hiện các chương trình, kế hoạch về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, góp phần cải thiện đáng kể và toàn diện cuộc sống vật chất, tinh thần của trẻ em, tăng cơ hội thực hiện quyền trẻ em.